Sau đây là kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 16 tháng 12 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7-4. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9-6-8. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6608, 7950, 2282. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5630. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00195, 03536, 39841, 94486, 50172, 05323, 32517. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 53228, 66643. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 36796. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 58083. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 06-3-7-6-4. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 06-3-7-6-4.